Xin chào ông bà, cô chú, anh chị và các bạn đã xem kênh Nhân Giả Đồng Quê. Chào cả nhà. Giờ này Viền cùng với bà Hai, bà Út nhóm cái chợ chiều với cái món lòng mứt nha ông bà cô chú. Đó. Thì hai thùng lòng mứt nay đã vú, nó cũng gần chín rồi, cũng có trái dẻo, trái mềm. Nó mới chở mình. Chở mình nè. Chưa có ăn được, nhưng mà mình bán thì mình bán như vậy là mình bán được rồi. Để mềm quá là nó dập. Có như mấy có mấy trái ăn được nè, để riêng. Bữa nay là bà Hai ngồi bán luôn nha bà Hai. Bán đắt lắm. Nay bà Hai với bà Út nè, ra chắc sạn ra để mà lát nữa bán luôn. Hôm nay lòng mứt này bán 10.000 ký. Này ba bà cháu ra ngồi nhóm chợ luôn. Mà chỉ thấy có ba bà cháu thôi. Không thấy ai hết. Không dạ, mấy trái chín nó bị cắn á, bị xước nè, không biết ngọt không. Cái nào già gọi nó muốn chín cay thì nó chín trước. Dạ. Tại lòng mứt này người ta đâu có bẻ chín được đâu. Lòng mứt này vú biết kỹ thuật mới vú mới được. Dạ. Không chín. Trời ơi, mấy lần con đi vườn mua đó bà Hai. Trời ơi, vú ha, chằn ai luôn á. Vú mấy ngày nó mới chín á. Sao không được? Hỏi rồi. Hỏi hỏi lừa lỗi lớn lớn lên cho con biết chứ. Hỏi nữa xíu. Hỏi rồi mình cúng được không vậy đó. Giống như hỏi rồi mới cúng được không. Ờ này cúng được không hả? Ừ. Được mà. Cái này cúng tốt mà. Sợ bà Út, sợ mình cúng lòng thức. Có người ta làm có cái gì không mà bà Út, có cái vú sữa á. Có làm thợ mai á, chân không được hả? Vú sữa, nếu mà bà làm cái gì á, cúng rồi vú sữa hoài luôn, không bán không được đó. Không có thợ mai ta cử đó. Thợ mai là cử lòng mứt. Cử là vú sữa. Dạ đúng rồi, cử vú sữa, tặng là vú rồi sữa hoài luôn. Lòng mứt thì ta đâu có cử. Có cái đợt, ông gần em á, ông kêu con đi mua trái cây về là cúng. Con đi mua vú sữa về, ông chửi con quá trời luôn. Mua vú sữa chi, vú rồi sữa hoài, cười chết. Nào giờ con đâu có biết đâu. Lòng mứt cô Châu ơi. Dạ 10.000 ký. Mày vô thôi. Hú bà Út có mua lại mua nghe cô Châu. Rồi bây giờ bán trưa nè. Mày vô. Bốt mở hàng coi. Rồi bốt mở hàng luôn. Mấy ký bốt? 5 ký phải không? Không. Tao biểu mày căng chục ký đi. Bà Hai, con nghe lời bà Hai. Đưa cho bà kìa, bà lựa trước. Đây, bà Hai mấy ký? Bà mở hàng đi. Bà Hai mấy ký? Không biết tôi mua lựa như bao nhiêu hả? Ừ, ta đưa bọc bự, bọc nhỏ. Bự nhỏ không biết. Thôi đưa bọc bự đi lặn cho nó đầy. Mua nhiêu à? Chết rồi, quên đi bán lòng mứt mà không đem căng. Trời. Lấy để con vô con lấy cân đi. Rồi bà Út bà Hai ngồi lựa đi, con vô lấy cân. Cái này chín nữa nè. Lấy không? À lấy mấy đi. Cho lựa lai gai đi. Lựa không có cân. Trái vàng ngon. Trái già là trái sao? Nói chuyện trái vàng ngon hay trái xanh ngon? Bởi á, trái dài á, người ta nói trái dài ngon á chị Hai. Trái dài á. Trái dài vậy nè. Trái dài ngon lắm. Đó. Lắm. Lắm. Dạ. Ông này sinh vợ không biết chánh không nữa. Mấy trái dài nè. Mấy trái dài ngon lắm. Cái gì? Thôi nữa hả? Bột dưới hả bột? Bột dưới bột bự. Cái cành. Dạ. Hốt bột ra. Muốn nhỏ là có nhỏ, muốn bự có bự. Đi lấy cái căng muốn mệt xỉu. Trời. Bán mà không đem cân mà chưa chín ha. Hai lượng cái coi, lượng cho bà ba coi, hai cái lượng tiếp tôi hai cái. Bột thử cái ngọt không ạ? Chứ chín nè bà Hai. Trời ơi, lựa đi. Thử ơi ngon thử đi, ăn đi. Để đi heo. Cô Châu thử trái đi. Chứ chín nè, chứ chín nó thử ơi ngọt không? Ngọt thì mua nhiều chứ xíu dụng. Thử nữa nó căng yếu lại đó. Ngọt, ngon lắm. Ngon. Dạ 10.000 Út.
Ngõ xuống lửa. Quá rẻ à? Quá rẻ, quá rẻ. Mày vô, mày vô. Hộp lắm. Mày vô mày ra vô. Cửa bút bọc coi nha. Ký hộp. Dạ. Nè, bọc đây nè. Đây. Đó, bọc đây nè, bọc nè. Đang quay em đưa cái đít. Lòng mất, lòng mất không sao ơi. Đó, chợ chiều. Quá đắt rồi. Quá đắt, quá đắt, quá đắt. Lấy cái đít ra, đưa cái đít ra. Đưa đít ra vô. Đưa đít ra. Nè, có ai còn xài đít không? Có mềm không? Dạ không, sao không? Không, không. Dạ, về cúng mai mốt gì ăn? Nè, 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 bỏ cho bà Dư nè. Dư lắm rồi, Dư, Dư. Ai biết đâu à? Dư. Mẹ ký của Út Hạnh. Nè, bọc nè. Để mềm ăn mới được. Dạ. Bữa, hai bữa. Dạ, không, cái này dìm chân cái mưa và bữa mai ăn. Ngày mai là có ăn này chứ. Dạ, mời nghe nha chị. Đậu xe xuống đi. Dạ. Lựa. Rồi. Ở đó đây con. Này của bác ba ha. Ờ, để đó đi. Cái mẹ đi tái nào cũng ngon trơn. Bột này là dư rồi nè. Dư nhiều tính nhiều. Dân nhiều. 2 kg gửi thì giữ. Thêm. À, thêm 3 kg ha. Thêm miếng. Đó là kẹt chưa tới gạch kìa nhỏ. Giờ thêm 3 kg. Để không biết. Thôi thôi. 2 kg gửi thôi con, nhiều là nhiều lắm rồi. Vậy hả? Ừ. 2 kg rưỡi thì. Rồi, cho trái nữa đi. Rồi. Chín ngắt à. Xong. Còn cái kiếm nào mềm ăn liền được có chị? À, không mà bên đây nó bị dập hết rồi. Nó dập dập cũng được. Ký hả cô chồng? Ký, 1 kg, 1 kg. Nè, bột đó rồi, nó không phải dập tại nó chín rồi nó chín, nó chín nó cắn nha. Dạ, nó cắn á, cái rồi, cái thùng á. Nè bột nè, 25.000 cái 2 kg rưỡi. Chín mùi chưa trời. Nó đi bà Út ơi, bà Hai đang ăn kìa. Ngọt đó, nè nè nè, ngọt lắm. Đỏ tư luôn. Ngọt lắm nè, ta ăn nè. Ngon lắm. Mua cho con ký vô. Lửa đi ông ơi. Tôi này của cô em á. Ừ, lửa đi. Hai trái, hai trái nó đi ký gửi. Ngồi ăn đừng cho người ta thấy. À, ta thèm. Ta thèm. Thèm cho chảy nó biết chơi. Ta thèm. Ta thèm. Rồi. Ta thèm. Nè, sắp về cho nó đi. Nè. Của anh. Cảm ơn nha. Trái à. Cứ ngắt hàng. Trái về đi em cứ gửi chị. Nè, tiền của em. Ê, ngọt lắm cả nhà ơi. Cứ việc nó mua đây. Trái nữa đây rồi ký. Cái này của ai? Mình nay đi lựa đi cha. Mình nay đi lựa. Mình nay đi lựa đi dễ. Rồi, cảm ơn chị luôn nha. Sao không ăn được trơn này được trơn vậy? Ăn liền bên kia, cái xóm bên kia. Cái xóm bên đây nè, có mấy trái. Cái xóm bên đây nè chưa. Cắn xóm ăn liền nó cho dính đi. Xóm ăn liền bên đó đó. Rồi. Đó, xóm ăn liền cái đó. Này không có được trơn á. Nhìn chưa có chín. Tam ơi ăn. Cho 1 ký coi. Kìa lửa đi. Muốn lấy mấy ký lại. Rồi này cho xóm luôn đó ơi. Giám sáu bọc coi tròn ơi, cái này để mấy ngày mới ăn được nè. Ông nội ơi, hai bữa màu chín rồi. Lắm màu lắm. Có chín mít ngoài kìa. Muốn màu chín nó về nhúng nước vô. Có trẻ mít không, có chín mít nữa. Mít trẻ từ thiện đi. Mít trẻ từ thiện. Gì ta bán cái này rồi. Dạ, 30 thôi Út. Nhiêu ký vậy? Trẻ 10 ngàn em sắp. Trời ơi, muốn ăn liền. Muốn ăn liền. Căn cái này coi nhiêu. Muốn ăn liền. Cho này thêm đi, chính ơi, lặn cho được ký đi. Cái này có ký gửi đi 800 gram mà gọi ký luôn 2 kg 2 kg còn ký 1 kg không có gửi con có 15.000 bà không. Cho con 5.000 đi ừ cho 5.000 có trái này nó bị thẹo nè chính ơi để vô bà hai cắn chưa chưa đưa mới đưa đó thôi vô cái này cảm ơn bà Út nhiều nghe bà Út à. Ăn được chứ lòng mất tính bán được 5 kg ai ngờ đâu nè cái này mềm nè mà để cho nhường cho bà con mà mua dưới cái bà Út mua hết rồi không mà nó chín luôn nè mềm nè làm sao ký gửi làm sao cái dài này nè con lụm thêm giám sáu đi cái nào bị mà không mất đi cho đẹp đẹp rồi cái gửi đúng đẹp đẹp có lá cho nó xanh xanh đỏ đỏ cho nhỏ nó mừng coi căn này coi lượng nhiêu mấy ký dạ. Bán được mấy con bạc này hôm nay mua lòng mất hết 2 kg thôi nha dư lấy bớt cho nha không có tiền giờ thiếu rồi sao bù vô phải không thiếu bù đủ 10.000 thứ năm trước 10.000 sau 10.000 hả sao 25 trước 10.000 sau 15. Bán 15 tính năm một lượng bự nha bảo quốc kia 5-6 kg vậy mẹ ơi sợ tính mua hết luôn vậy hả mua hết mình về không bán mà cho con có mượn cái bọc 10 ký hả hai đảo ra đi mà bọc 10 ký đâu là bị biểu tao đau đưa cho mày khoan để con lấy thêm cho bà hai cho đủ 2 kg cái này về để 2 bữa là chín rồi dạ 2 bữa là chín rồi này nó trở mình cái lúc nó đêm mà nó mình trở mình gì là bán được có lựa hết rồi đây nè con nhóc thôi con chơi nhóc đâu hết đây nè nó có cỡ một bạn ý mà chứ có lựa đâu nè gì tôi mua mới 9-10 kg gì hết trơn chưa gì
Dạ rồi Út, đây nè Út. Chín không có chín. Dạ không có chín. Này gì không ăn liền được. Này đây cúng hai bữa. Cúng hai bữa là chín. Để vô bọc đi nó chín ngon lắm. Nè. Đây rồi của bà Hai, 2 kg 20 ngàn. Cảm ơn bà Hai luôn. Đây của Út nè Út. Cảm ơn Út luôn nha. À, cái này trái nào cũng được trơn, hơi lựa gì mất công. Trái nào cũng ngon chứ. Trái nào cũng ngon. Thích cái nào ta lấy cái đó. Rồi, hay quá. 2 kg. Ừ, có trái mềm nè. Ừ. Ừ, bà Sáu mừng quá. Mới ăn được rồi. Cái này thêm để có nắng này mơ chín mứt mẹ dạ. Để vô bọc một cột vậy đó. Ừ. Mơ chín mẹ. Nè cái bọc coi, bọc. Dạ dạ, chờ con xíu. Năm 20. Con bà căng dài, chọc bà căng dài 3 kg mà để chín ăn lần lần lần. Ừ. Nè bà Sáu này mới ăn được nè. Này mới ăn được. Đâu có ăn nhiều. Ừ. Ủa mình hơn đó. Rồi, 1 kg luôn. Đúng gà. Cái này hay quá hay rồi. Quá hay. Rồi, cảm ơn bà Sáu. Quá hay rồi. Có trái này ăn được. Mua nửa ký nữa nha. Để ký nữa nha. Đây, cho cái bọc nữa luôn. Thấy ngon quá mua nữa. Ngon, mua thêm. Chấm cái ngoài luôn bà Hai ơi. Đó, đảo gà lượm vô nè. Giang gà lượm vô. Đồ gom gom lại còn nhiều. Vậy đó. 2 kg hả con? Chấm tao rồi đó. Mua còn mua nữa. Anh còn mua nữa. Mua nữa. Cái này rồi, 2 kg luôn. 2 kg luôn. Dạ. Cái dài này ngon hơn cái tròn. Cần lấy 1 kg nữa đi. Dạ. Đó, mua còn mua nữa. Bà Hai ngồi bán bắt hết trời. Ký thôi bà Hai ơi, mua giùm bác. Rồi, 1 kg luôn. 1 kg này chắc dư đó nha. Dư tính nhiêu đây con. Rồi, cho gửi luôn. Cảm ơn nhiều nè, nha. Này nhiêu tính nhiêu hay là sao? Ừ. Rồi, cái này 650 g. 6 ngàn gửi. 6 ngàn gửi thầu 500. Ví dụ 500 thì không có rồi. 7 ngàn. Thôi 6 ngàn thôi bà Sáu ơi, có 1 ngàn đưa con 1 ngàn thôi. Không có rồi. Đưa con 1 ngàn thôi. Không có thêm anh trái đi. Ừ. 50 nào thêm bánh trái đi. Ừ. Cái giờ có bánh gì nữa trái luôn bà Sáu ơi. Lấy trái nữa đi. Đi thấy trái đi. Vậy đi. Dạ. Ừ. Trái nhỏ đi, có 50. Ai lấy cái nào đó lấy. Ký rồi. Ký nha. Ừ. Rồi. Này ký 2 luôn rồi cô ơi. Ký rồi. Ký hả ha. Ký. Là 3 ký. Dạ. Em trái nhỏ đi cho nó giá. Ừ. Rồi. 50 rồi. 3 kg con hồi lại 20 ngàn. Ừ. Con cảm ơn. Này còn cũng mới nữa. Rồi. Mua lòng mứt nè bác. Tiện kêu mua lòng mứt á. Thiệt. Mà chưa điện. 2 kg nha. Thì còn nhiều đó đó. Ngon không ngon nó cũng còn có bao nhiêu đó à. Thì đây nè, tôi lượm trái dài cho nè. Nè, lựa sao cho ngon. Lựa sao cho ngon. Lựa sao mà cho ngon. Không học rồi hỏi người ta lựa trái dài dài nè. Trái dài dài hả? Ừ. Tròn tròn là không ngon phải không? Tròn là không ngon. Đó, vậy được chưa? 2 kg chơi đủ chưa? Chưa. Chưa hả? Lựa đi. Rồi dư rồi. Hay dữ quá. Trái nữa đi. Lì xì trái nữa đi. Lì xì trái nữa đi. Rồi, 2 kg. Rồi, 2 kg. Nhiều. 20 ngàn. Này cứ 20 ngàn. Đây cứ 20 ngàn. Trời, đưa tiền bự dữ ta. Nhắc này có tiền thòi rồi. Đây, thòi lại 80 ngàn. Rồi, cảm ơn nha. Cảm ơn nha. Ừ. Này còn nhiêu đây nữa. Mấy trái này nó bị sâu. Lựa mấy trái nguyên ra. Cái này chín. Lúc nào còn sao lại cũng xấu xí.
Rồi chắc là còn được nguyên. Còn này 1 ký 8. Hết này luôn, ai mão hết bán 20 ngàn. Đồng dễ không ốp? Thôi đồng dễ. Đây được 20 rồi. Mai lại mão hết đi Mai. Còn có bao nhiêu đây nè? Hết rồi. Ăn hết đi, bớt cho. Trời ơi gần 3 kg nè. Ờ, con Biên nó mua nữa chùa Biên nữa này. Biên nữa hả? Biên nữa trời lại cho Biên đi. Rồi nữa đi. Giờ chia hai đi. Con mua nhiêu Biên? Dạ 10 ngàn. 10 ngàn đi về, người còn nhiêu hai mà về. Thôi bây giờ con chia hai ra con bán, có mấy cái trái mà nó bị sâu sâu gì nè. Giờ chia ra hai hiếm cháo làm hai đi, bán cho 3 ký này là 20 ngàn, chia ra những ký gỡ. Con chia đi. Vậy lụm đại nha. Con lụm thí đi. Cái này là hên xui nha. Hên xui, lụm đi. Trên lụm xuống đó. Ký gửi tại mấy cái sâu sâu đó mày. Rồi ký gửi đây có bọc xí sầm xí sầm xí 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 sầm xí sầm xí sầm xí sầm xí sầm. Yên lấy bọc này ngon hơn, lấy đi con, cái bọc này ngon hơn nè, nhường mày đó. Rồi cảm ơn nghe Bi Yên. Này có trái gì ăn liền nè mày, để lên trên để nó dặn. Rồi ký gửi 10 ngàn luôn. Mới đây một đống mất hết trơn đó hả? Một đống hết trơn rồi. Không con gì. Con sợ quá. Bà Hồn, bà kêu em mua đồng mất. Có con trái mình ăn liền, có cá để mình để nó mời. Dạ có trái để mời. Để nhiều quá chín ra không kịp. Ông Hoàng ông kêu gánh đi, để ngọn chỗ bán không hết đó. Không hết. Được không? Rồi, cái phần lòng mứt gì đã bán xong hết rồi. Còn cái này 2 ký của ốc ba, chút xíu nữa gì sẽ đem lại đẳng. Cái này là 2 ký 20 ngàn, phần tiền bán ngày hôm nay. Quá trời, bán lòng mứt ngày hôm nay nè. 100, 200, 202, 203, 204, 250, 206, 208, 282 ngàn. Rồi thì hôm nay á ngồi nhóm chợ chiều bà con quá trời ủng hộ luôn, thì Duyên cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Kính chúc quý ông bà cô chú anh chị và các bạn xem video thật là vui vẻ, và xin chào và hẹn gặp lại, bye bye.